mai hôm làm quên, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên, thì gót liễu mong manh làm sao bước sông. Ai vừa ý thôi, đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngầm buồn, hạt rơi lúng hoa cười, ai chẳng mong gặp đến trong hội hận duyên. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì nói chung thì cái dòng đây là mình đã từng lên kênh YouTube của anh rồi các bạn. Tuy nhiên thì dòng này thì nó rất là hiếm, và đợt trước thì cũng có rất là nhiều anh em khách hỏi các bạn. Tuy nhiên là hàng nó hiếm cho nên mình cũng không có làm quá nhiều cái video để test nữa. Đó. Thì đây là dòng Bose 101 SE ha. Thì nó là dòng Environment Speaker, là lo môi trường. Lo môi trường dĩ nhiên là lo những cái dòng mà họ đặt ở những cái nơi không phải trong nhà nha các bạn, máy hiên ngoài trời, đặt ở các resort, các biệt thự, các khu du lịch vui chơi vân vân ha các bạn. Thì nó chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa gió các bạn, sương muối ha, độ ẩm gió biển vân vân, rất là nhiều thứ nha các bạn. Đó thì nó có được cấu tạo bởi nhiều cái vật liệu thì nó giúp cho cái loa này rất là bền bỉ. Đó thì dòng này 151SE kiểu dáng rất là nhỏ gọn, bên trong sẽ gồm 3 củ lo rất là nhỏ thôi bạn. Thì 3 củ lo đó thì cái đường kính nó rơi vào khoảng á, là bằng những cái chiếc lo Cube của Bose thôi. Thì có rất là nhiều anh em hỏi mình á, là dòng này với dòng Cube của Bose dòng nào đánh hay hơn. Thì không thể nào so sánh, lúc nào cũng rất là khập khiễng các bạn. Cube của Bose thì nó chỉ là một cái dạng lo vệ tinh thôi bạn ha, lo vệ tinh. Và nó phải đi chung với những chiếc sub như thế này thì nó đánh mới đủ giải. Còn những cái lo như 151 này các bạn thì họ thiết kế là họ đánh một mình nó đã đủ giải rồi. Thì các bạn hỏi là cái dòng này với dòng Cube dòng nào đánh hay hơn các bạn ha, thì nó sẽ rất là khó trả lời. Như bạn Cube đánh một mình thì không bao giờ bằng thằng này các bạn, còn thằng này mà nó ghép với sub thì dĩ nhiên nó phải lực hơn một cái cặp 151 nhỏ hơn này rồi. Nói chung so sánh lúc nào cũng khập khiễng đó. Rồi xét về giá cả thì một cặp Cube này giá rơi vào khoảng là 2 triệu mấy thôi các bạn đó. Rồi cái hàng này á, 151 SE ha, hàng mới của nó rơi vào khoảng là bao nhiêu mình quên rồi ta. 151 SE hàng mới nó rơi vào khoảng 8 triệu trên dưới 8 triệu vậy. Dòng này ha, đó, một cặp lo như vậy. Giá của nó bằng một cái cặp lo Bose 301 Series 5 hàng mới 100% ngoài siêu thị của Việt Nam. Các bạn, đó thì những cái dòng 301 Series 5 thì hàng cũ họ bán cũng khoảng trên 5 triệu vậy. Dĩ nhiên mình không so sánh như những cái hàng trên chợ tốt, những cái hàng trôi nổi sữa rồi những cái hàng lừa gạt, hàng nhái họ bán 3-4 triệu ha, không so sánh chứ với cái hàng đó. Đó dòng này nói chung là rất là đẹp bạn ha, rất là đẹp. Một cái đường cong rất là đẹp. Góc phủ rất là rộng, một cái lo ở đây, một cái lo ở đây và một cái lo ở đây. Thì góc phủ của nó là coi như là 120 độ luôn, một cái đánh thẳng, một cái đánh qua đây, một cái đánh ra đây. 120 độ nha các bạn. Đó. Chúng ta có thể treo ngang hoặc chúng ta có thể treo đứng như thế này. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà nhà rộng thì mình khuyến khích mình sẽ khuyến khích các bạn là nên treo ngang ha, để góc phủ nó rộng hơn. Còn treo đứng thì nó vẫn ok. Đó. Rất là đẹp. Đó các bạn ha, Bose
151 SE các bạn ha, Bisker trung tâm nè. Đó. Cặp này trùng series nha các bạn. Đó. Thì đã từng giới thiệu với các bạn ở trên cái video trước rồi. Đó. Rất là đẹp. À, và xin đảm bảo các bạn một cặp này đánh rất là hay nha. Một cặp đánh rất là hay. Vừa rồi mình làm một cái đoạn test đó, đánh rất là hay. Một cặp duy nhất thôi. Đó. Cube này thì dĩ nhiên nó vẫn có cái hay của nó các bạn, vẫn có cái hay của nó ha. Nhưng mà nếu mà đánh riêng một cặp Cube này với đánh riêng một cặp này thì ba cặp Cube này đánh cũng không lại một cặp này nữa. Lý do tại sao? Lý do Cube họ thiết kế là phải đi chung với súp nó mới đủ giải. Còn thằng này họ thiết kế tuy cái củ lo nó nhỏ nhưng mà cái củ lo nó đảm nhiệm được những cái phần bass mid chép luôn. Còn thằng này củ lo của Cube nó chỉ đảm nhiệm phần bass với chép thôi các bạn. Đó tùy hãng nha. Cho nên rất là nhiều anh em sai lầm đi mua loa Bose mà hỏi là lo này bass bao nhiêu. Chúng ta không quan trọng là lo Bose bass bao nhiêu. Chúng ta quan trọng là cái chất âm nó đánh ra, chúng ta nghe chúng ta có cảm thấy chúng ta đủ để chúng ta đã thỏa mãn hay không thôi. Đừng hỏi bass bao nhiêu các bạn. Những cái chiếc súp Ecotimat này ha, bao gồm hai bass 16 thôi các bạn nha, nhưng mà nó đánh tiếng rất là sâu, rất là lực ha. Chưa chắc những cái dòng loa bass 20, 30 của những cái hãng khác mà đánh lại cái dòng Ecotimat mà bass 16 này ha, cái đó mình xin đảm bảo. Cái đường kính của cái loa nó không quan trọng nhưng mà nó quan trọng là cái từ và cái con loa bên trong, và quan trọng nhất là cái thùng nữa. Họ thiết kế để cho ra được cái tiếng bass sâu, tiếng bass trầm, tiếng bass uy lực ha, chứ không phải cái củ loa 3 tấc, 4 tấc là đánh bass hay nha các bạn. Và tương tự đó thì Bose thì những cái dòng gia đình của Bose là không có bass 25 nha các bạn. Bass 20 đổ lại thôi. Đó cho nên các bạn có rất nhiều anh em hỏi mình là em ơi em có lo Bose bass 25 hay là bass 30 không, hoặc là sub Bose 35 30 không, thì mấy anh em đó thì nên coi lại ha. Những cái hàng 25 30 mà hàng giá rẻ của Bose đó, là cái đóng cái mác Bose là tất cả là hàng nhái các bạn. Còn những cái dòng mà của Bose mà bass 25 với 30 là những cái dòng chuyên nghiệp. Giá rất là cao nha các bạn, giá rất là cao. Rồi ok ha, thì bạn nào mới vào kênh thấy hay thích các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha, cũng như để xem nhiều video clip mới nha các bạn. Và bạn nào có nhu cầu thông tin về dòng này thì các bạn vui lòng kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại 0908 272812 ha. Đó thì mình sẽ gửi hình ảnh hoặc này nọ mọi thứ chi tiết cho các bạn ha. Đó. Và nếu các bạn nào gọi không được thì vui lòng để lại tin nhắn ha, vì công việc cho nên mình rất là ít nghe máy được, mong các bạn thông cảm. Rồi hẹn các bạn ở cái video clip tiếp theo.